Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Điểm danh 5 loại viêm gan do virus thường gặp. Viêm gan do virus là bệnh gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Đây cũng là một trong những nguy cơ chính dẫn đến ung thư gan. Có 5 loại virus gây viêm gan đã được xác định. Chúng được đặt tên theo các chữ cái A, B, C, D và E. Mặc dù tất cả các loại virus trên đều gây bệnh gan, nhưng chúng vẫn có những đặc điểm riêng. Viêm gan A, SAV, virus viêm gan A có thể gây viêm gan A. Là một bệnh có khả năng lây truyền, virus này có trong phân của người bị bệnh và có thể lây cho người khác thông qua việc ăn uống các loại thực phẩm hoặc nguồn nước bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, một số trường hợp quan hệ tình dục cũng có thể lây lan SAV. Những trường hợp bệnh viêm gan A nhẹ thường không cần điều trị. Hầu hết những người bị nhiễm bệnh hồi phục hoàn toàn và không bị tổn thương gan vĩnh viễn. Tuy nhiên, SAV cũng có thể diễn tiến nặng và đe dọa tính mạng người bệnh. Bệnh thường xảy ra ở những nơi có điều kiện vệ sinh kém. Giữ gìn vệ sinh tốt, đặc biệt là rửa tay thường xuyên là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ chống lại bệnh viêm gan A. Hiện nay đã có vaccine an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa SAV, viêm gan B, HBV. Viêm gan B là một bệnh nhiễm trùng gan nặng do virus viêm gan B gây nên HBV. Bệnh lây qua đường tiếp xúc với máu, tinh dịch và dịch cơ thể khác đã bị nhiễm HBV. Bệnh cũng có thể lây qua truyền máu và các chế phẩm máu đã nhiễm HBV. Qua quá trình tiêm chích ở bệnh viện và qua tiêm chích ma túy, ngoài ra, viêm gan B có thể lây truyền từ người mẹ bị nhiễm sang trẻ sơ sinh trong lúc sinh. Trẻ sơ sinh và trẻ em khi đã nhiễm bệnh thì có nguy cơ rất cao tiến triển thành viêm gan B mãn tính. HBV cũng có thể lây cho nhân viên y tế bị kim tiêm vô tình đâm phải trong khi chăm sóc cho các bệnh nhân bị nhiễm HBV. Hiện nay đã có vaccine an toàn và hiệu quả để ngăn ngừa HBV, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có cách chữa hiệu quả nếu bạn đã bị mắc bệnh. Nếu bạn đang bị nhiễm, hãy áp dụng những phương pháp phòng ngừa để có thể ngăn ngừa lây lan HBV cho người khác. Đối với một số người, viêm gan B sẽ trở thành mãn tính, có nghĩa là bệnh sẽ kéo dài hơn 6 tháng. Bệnh viêm gan B mãn tính làm tăng nguy cơ dẫn đến suy gan, ung thư gan hoặc xơ gan, viêm gan C, HCV. Viêm gan C là một bệnh nhiễm trùng gây ra bởi virus viêm gan C, HCV được tìm thấy vào năm 1989. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Cũng như virus viêm gan B, virus viêm gan C cũng lây qua đường máu, HCV có sự đa dạng về gen. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ít nhất là 6 kiểu gen và 50 phân tai được phát hiện, do đó virus có khả năng tránh được các đáp ứng miễn dịch của cơ thể vật chủ dẫn đến tỷ lệ nhiễm HCV mạn cao, dấu lớn 80% số người mắc bệnh. HCV chủ yếu lây truyền qua việc tiếp xúc với máu đã nhiễm bệnh, ngoài ra thường gặp nhất là thông qua việc dùng chung kim tiêm trong khi sử dụng ma túy bất hợp pháp. Bệnh cũng có thể lây qua đường tình dục nhưng ít phổ biến hơn. Viêm gan C thường được coi là một trong những loại virus viêm gan nguy hiểm nhất. Không có vaccine chủng ngừa cho HCV. Viêm gan D, HDV. HDV được phát hiện năm 1977. Đây là một virus không hoàn chỉnh. HDV chỉ có phần nhân an còn phần vỏ là HB sac kháng nguyên bề mặt của HBV. HDV muốn nhân lên phải có HB sac mới trở thành virus hoàn chỉnh để gây bệnh. Chính vì vậy, HDV muốn gây bệnh thì bắt buộc phải đồng nhiễm với HBV, HDV và HBV nhiễm vào cơ thể vật chủ cùng một thời điểm, hoặc bội nhiễm với HBV cơ thể vật chủ HBV bị nhiễm thêm HDV. Không bao giờ có vật chủ bị nhiễm HDV độc lập. Bệnh nhân bị viêm gan B thường đồng nhiễm thêm virus viêm gan siêu vi D. Việc nhiễm cùng một lúc HDV và HBV sẽ làm cho tình trạng bệnh nặng hơn và trầm trọng hơn. Vaccine viêm gan B cũng có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi việc lây nhiễm HDV, viêm gan E virus SIV. SIV được tìm thấy vào năm 1991, đường lây của virus viêm gan E cũng giống như virus viêm gan A. Virus E được tìm thấy trong phân, mật của người nhiễm bệnh và được bài tiết ra ngoài theo phân. Bệnh thường diễn biến lành tính và khỏi hoàn toàn, khác với người bình thường, ở phụ nữ có thai. Nếu bị nhiễm SIV có nguy cơ cao trở thành virus viêm gan ác tính, tỷ lệ tử vong cao, virus có một tai huyết thanh nên sau khi bị bệnh cơ thể tạo đáp ứng miễn dịch và không bị tái nhiễm. Virus mới được phát hiện những năm gần đây, trong thành phần cấu tạo giống HCV đến 25%. Dù vậy ta vẫn chưa hiểu rõ hết về tác nhân và vai trò của SIV, do vậy cũng chưa có vaccine phòng bệnh. Virus viêm gan nhân lên trong cơ thể chủ yếu tại tế bào gan gây ảnh hưởng tới hoạt động chức năng của tế bào gan.
Bệnh lâu dần gây ra tình trạng xơ gan và có thể thành ung thư tế bào gan, vì vậy bệnh cần được phát hiện và điều trị sớm nhất là đối với những người có nguy cơ phơi nhiễm cao như công nhân xử lý nước thải. Người tiêm chích ma túy, viêm gan virus có thể được phòng ngừa bằng cách hạn chế phơi nhiễm. Tiêm vaccine. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.